Từ xưa đến nay, thần linh luôn được xem là những thực thể tối cao, mang trong mình sức mạnh thiên hạ vô địch. Chính vì vậy mà đánh bại một vị thần rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Ấy thế mà trong lịch sử hàng ngàn năm của những giới, đã có không ít người có thể làm được điều này. Nghe vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại thì vô cùng thuyết phục. Ok, nếu anh em không nghĩ ra được cái tên nào, thì xin mời đến với video hôm nay để xem đâu là những nhân vật từng đánh bại cả thần linh trong Naruto và Boruto nha. Nhắc đến những kẻ đánh bại thần mà không nhắc đến ngày rắn thì quả thật là không phải đạo. Vậy nên, vị trí đầu tiên hôm nay xin được nhường lại cho Orochimaru. Ngày rắn không chỉ là linh vật của kênh, ngài còn kiêm luôn danh hiệu Shinobi có giới tính linh hoạt nhất nhì làng lá. Quá khứ Orochimaru cũng như sức mạnh thì thôi, tớ đã có làm một video riêng về cuộc đời của ngài. Anh em có thể bấm vào đường link phía bên tay phải ở trên để xem lại video của mình nha. Và để có thể đạt được mức độ nổi tiếng như hiện nay, ngài đã phải đi qua không biết bao nhiêu là sóng gió trong cuộc đời. Lý do đưa ngài xuất hiện trong bảng xếp hạng ngày hôm nay chính là một chiến công gắn liền với một vị thần đầy duyên nợ với ngài rắn, Shinigami, aka thần chết. Shinigami là vị thần xuất hiện đầu tiên trong Naruto thông qua đệ nhất phong ấn thuật, thi quỷ phong tận. Cấm thuật này trực tiếp gọi ra một linh hồn xấu đầu xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn, gầy gò giống như là một con nghiện lâu năm. Nhưng không quá khó để nhận ra rằng đó chính là Shinigami, một thần chết có nhiệm vụ đưa linh hồn của kẻ xấu số sang thế giới bên kia. Shinigami sở hữu quyền năng vô cùng mạnh mẽ. Các linh hồn bị bàn tay của thần chết thao túng gần như là không thể nào thoát ra được. Cho dù có dùng Edo Tensei cũng không thể nào gọi linh hồn đó trở về dương gian. Trước đây, chính Orochimaru cũng từng được nếm thử sức mạnh từ Shinigami, khiến cho ngài rắn mất luôn khả năng quay tay của mình. Sau đó là những chuỗi ngày cực kỳ khổ sở sống không bằng chết. Mãi về sau, khi đi cùng Sasuke và được hưởng tí hào quang rực rỡ, nên ngài rắn đã đánh liều chịu hồi thần chết, rồi mổ con mẹ nó cả bụng của thần luôn. Cú mổ bụng outplay này khiến cho ngài rắn nhận một vết thương chí mạng, tí nữa thì đắp chiếu. Đổi lại thì đôi tay của ngài cùng với linh hồn của 4 vị Kage đã được trả về nhân gian. Kể từ sau vụ mổ bụng này, thần chết bạc vô âm tính khỏi nhẫn giới. Khả năng là thần cũng hú hồn chi mén sau cú chơi dại của ngài rắn vừa rồi. Không rõ là Shinigami này sống hay chết, cơ mà khả năng cao chúng ta sẽ không còn được chiêm ngưỡng thi quỷ phong tận thêm bất kỳ lần nào nữa trong tương lai. Vị trí thứ hai, thợ săn thần linh, xin phép được gọi tên Hokage đệ thất Naruto. Thần trái đất hay là thần ngoài hành tinh, thần nam hay là thần nữ, thậm chí là cả thần đằng thì anh cũng thịt được hết. Số lượng các vị thần bại trận dưới tay của anh Bảy thậm chí còn nhiều hơn số ngày Danzo được ngồi trên ghế Hokage. Trong sự kiện Nagato đem lục đạo Ben thảo phạt Konoha, Naruto đã chơi sóc lọ chéo cánh với vị thần tự xưng này cho đến khi hạ gục cả lục đạo Ben. Sau đó, anh còn dùng cả thông não thần công để khiến cho Nagato, kẻ đạt tới đẳng cấp của một vị thần cai quản ranh giới giữa sống và chết, phải tự kết thúc mạng sống của mình. Sau đó không lâu, Na Ngáo cùng với hai người đồng đội đã úp sọt thành công và đánh hội đồng mẹ thỏ Kaguya, người được mệnh danh là nữ thần khai sinh ra chakra trên thế giới. Mẹ thỏ phải mất hàng ngàn năm mới thoát ra được phong ấn. Ấy thế mà vừa mới ra ngoài được vài cháp thì lại bị đám con cháu nhốt con mẹ nó lại và vứt trên mặt trăng. Cứ tưởng công cuộc sát thần đến đây là hết, nhưng mà không. Na Ngáo tiếp tục nối dài danh sách nạn nhân của mình bằng cái tên tiếp theo, đó chính là Toneri. Kể ra trong đám thần linh bị anh Bảy đánh bại thì Toneri chắc chắn là khổ nhất. Cái tội cướp vợ của thằng Men thì muôn đời không khá hơn được. Ngay cả cái dinh cơ cũng bị quật cho tan tành. Đáng tiếc rằng kể từ khi bộ truyện mang tên anh kết thúc, Hokage đệ thất đã không còn đất diện nữa. Phải cho đến tận khi nghe tin khứa Isiki xuất hiện, tin tức truyền đến tai của anh thì con quỷ đá trong người Naruto mới bắt đầu bừng tỉnh. Na Ngáo quyết định nạp cái thẻ VIP mang tên cũ vĩ Kurama để đổi lấy trạng thái Baryon đấm sặc máu mồm của Isiki, kẻ được xem là vị thần đến từ ngoài trái đất không khác gì Kaguya năm xưa. Tuy nhiên hiện tại thì sau những gì đã được thể hiện, anh Bảy cùng với vợ đang bị nhốt vào cái củi, không hẹn ngày gặp lại. Khả năng cao các sự kiện sắp tới trong Boruto, anh Bảy khó lòng xuất hiện được nữa, quá buồn cho một tài năng trẻ. Nhắc tới chiến công của Na Ngáo trong việc đốn hạ mẹ thỏ Kaguya thì không thể nào không nhắc đến vợ chồng nhà Uchiha, đó là Babasuke và Sakura. Thậm chí, trong phi vụ Isiki rùm beng cả nhẫn giới cách đây không lâu, Babasuke cũng là một trong những nhân tố ăn hôi chủ chốt bên phía Konoha cử đến. Nhớ lại trong trận chiến với Kaguya, mặc dù phần lớn công lao thuộc về đôi bản thân mà thân ai nấy lo là Sasuke và Naruto, nhưng cũng không thể nào bỏ qua được phần khổ lao của chị đào cục súc. Nhờ có Sakura vận dụng bách hào ấn mới có thể cứu được Babasuke trước khi anh hẹo ở chiều không gian khác. Ngoài ra thì... Thôi, chắc là hết rồi. Còn lại Babasuke, anh được coi là đối trọng lớn nhất
mỗi khi Naruto phải đối đầu với những kẹo khó. Trong cuộc chiến với mẹ thỏ, nhờ phần âm tiên lực trên tay của Sasuke, đội 7 mới có thể phong ấn bà già đau khổ này lại như cũ. Kể cả trong cuộc chiến chống lại các Otsutsuki sau này, thời không thuật và thuật hoán đổi của Sasuke luôn là một trong những chiêu thức gây ra nhiều khó chịu nhất cho bên phe địch. Đáng tiếc rằng, anh cũng chẳng cái hơn Na Ngáo là mấy. Cuộc chiến chống lại Isshiki đã biến anh trở thành nhẫn giả vừa que vừa chột. Đã tàn nay lại còn thêm phế. Hiện tại, sau khi dính phải thần thuật của Eda, Sasuke đang phải bỏ làng đi bụi lần thứ N trong đời. Và với hàng tá Death Flag đang cắm thẳng vào mồm, khả năng cao anh sẽ khó toàn mạng sau time skip. Kể đến, một trong những bô lão trong làng ninja, người đã nhiều lần khiêu chiến nhưng chỉ một lần đánh bại được nhẫn giả thánh nhân, vị thần của thế giới ninja. Vâng, đó chính là cụ Madara, bậc duy ngã độc tôn đến từ gia tộc Uchiha lừng lẫy. Trong thế giới ninja, danh hiệu nhẫn giả thánh nhân hay còn gọi bằng cái tên vị thần ninja luôn gắn liền với những nhân vật mạnh nổi bật, mạnh một cách ao trình so với phần còn lại của thế giới. Về cơ bản, đây là một danh hiệu cao quý từ trước đến nay và chỉ có 3 người đạt được danh hiệu này, bao gồm lục đạo tiên nhân, người khai sinh ra nhẫn giới, đồng thời cũng là người có công lao lớn nhất trong cả hai lần phong ấn mẹ thỏ Kaguya. Thứ hai là cụ nhất, vị Hokage có nhiều người thân nối nghiệp của mình nhất. Em trai là Hokage đệ nhị, cháu gái là Hokage đệ ngũ. Cuối cùng, chính là thầy ba Hiruzen, một CEO dẫn đầu trong việc scam nhà đất, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sarutobi, người sở hữu khối bất động sản lớn nhất làng và có nhiều của cải giá trị. Ông được coi là một phú ông giàu thứ hai Hỏa Quốc, chỉ sau lãnh chúa mà thôi. Tất nhiên, cụ Madara tuổi gì mà đòi ăn được lục đạo tiên nhân? Kẻ mà cụ hạ gục ở đây chính là thiên địch Hashirama, người nhận được danh hiệu thần ninja sau Hagoromo. Trận chiến giữa Hashirama và Madara phải nói là một trong những trận chiến hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Thậm chí, nó còn vượt xa so với trận chiến của Naruto và Sasuke. Không ai hiểu cụ nhất ngoài Madara. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ có Madara mới đủ tư cách ngang hàng với cụ nhất. Thời đại của họ đã tạo ra lịch sử để thế hệ sau lấy đó làm thước đo và là tiền đề cho sự nghiệp ninja của mình. Trong đại chiến thế giới lần thứ tư, sau khi hấp thụ được cả 9 vị thú, Madara chính thức đạt được trạng thái tiệm cận lục đạo tiên nhân. Từ đó, mà cụ lần đầu cũng đã bại được đối thủ truyền kiếp của mình. Mặc dù không được công bằng cho lắm, bởi lúc này Madara đã hấp thụ được quá nhiều tinh hoa của trời đất. Hơn nữa, quái thổ chuyển sinh không thể khiến Hashirama đạt được trạng thái đỉnh cao nhất của mình. Nhưng mà chốt lại, thắng thì vẫn là thắng. Đã vậy, đây còn là trận chiến bại đầu tiên của cụ nhất trên phim, hoàn toàn xứng đáng để được nhắc đến trong video hôm nay. Hổ phụ sinh hổ tử quả là không sai, và cái tên chốt hạ cho danh sách ngày hôm nay không ai khác, đó chính là Trấn Bé Đụ, con trai của đệ thất, bảo thủ Boruto. Cuộc đời của Na Ngáo đã đánh ông dẹp Tây không biết bao nhiêu vị thần, thì đời con cũng không hề kém cạnh. Ở cái tuổi mà nhiều đứa còn cởi chuồng tắm mưa, bố con đã sở hữu cho mình 2 chiến công hạ gục Otsutsuki. Những gã người hoàn tinh được coi như là thần thánh trong nhẫn giới, đó là Momoshiki và Urashiki. Mặc dù trong trận đánh với Momo, người làm hết mọi chuyện từ lên công về thủ, gánh cả tội đời quẹ quạt trên vai là Naruto và Babasuke. Còn bố con thì chỉ được cái lách hit. Cơ mà ấn diệt thần Kama lại có trên người của báo thủ, nên nghiễm nhiên chiến công đó bố con được hưởng hết. Ngay chính cái tên ấn trên tay của báo thủ đã nói lên tất cả. Ấn diệt thần, tức là phải tiêu diệt được thần linh thì mới có được cái ấn đó. Là một ninja đầy tiềm năng trong thế hệ của mình, tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã sở hữu đôi đèn pha, bồ câu, con đậu, con bay. Bố chột đang dần trở thành một cái tên cực kỳ uy tín để có thể giải cứu nhẫn giới khỏi thần thuật Eda. Bởi ngoài thằng cu này ra thì còn được mấy người tỉnh táo nữa đâu. Ta vẫn chưa thể nào khẳng định được giới hạn của bộ con là đến đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng danh sách các vị thần bị báo thủ này đánh bại chưa dừng lại ở con số 2, mà nó sẽ còn kéo dài nhiều hơn nữa. Điển hình có thể kể đến như là Shibai hoặc là Code, người mang trên mình ấn Kama trắng và đang thập vĩ nghìn con. Miễn cưỡng thì vẫn có thể coi Code là một á thần cũng được. Anh em tưởng rằng danh sách này đến đây là hết rồi ư? Chưa, vẫn còn một vị trí đặc biệt dành riêng cho anh em lục đạo. Hai người con có hiếu bậc nhất quả đất khi tự mình phong ấn mẹ của mình suốt cả hàng ngàn năm. Hồi đó, chỉ vì mong muốn có hòa bình, Kaguya quyết định rằng bà cần có sức mạnh thần thánh để chấm dứt mọi xung đột. Vì lý do này, bà bất chấp điều cấm kỵ để ăn trái của thần thụ và sau đó thì hợp thể với sức mạnh của cây thần. Nhờ ý muốn một tay chấm dứt chiến tranh, Kaguya được người dân tôn thờ là nữ thần thỏ. Nhưng đáng buồn thay, sau khi có được sức mạnh thì mẹ thỏ vì lòng tham mà mất trí. Hagoromo và Hamura đã bắt tay nhau hợp tác úp sọt mẹ của mình, rồi ém nhẹ mọi chuyện, biến cái tên Kaguya chỉ còn trong chuyện cổ tích. Sau đó, lục đạo chân nhân quyết định tu hành đắc đạo, linh hồn của ông không chết mà chuyển sang một dị giới riêng biệt để có thể ngắm nhìn nhẫn giới tự sinh tự diệt suốt cả hàng ngàn năm. Cho đến khi nhẫn giới bắt đầu đại chiến thứ tư, lục đạo mới chịu hồi về, donate tiên lực cho hai thằng cháu để đánh bại mẹ thỏ một lần nữa.
cũng vì pha đôi nay hú hồn này mà hai thằng cháu quay ra đánh nhau lông trời lở đất đến cục cả tay. Mặc dù đã già đi nhiều, tay không còn nhanh được như hậu bối sau này, cơ mà được cái IQ của Lục Đạo lúc này nảy số rất là tốt. Về tầm vóc và sức mạnh thì không cần bàn cãi quá nhiều, vì trong danh sách ngày hôm nay, ngoài ông ra thì không ai xứng đáng được ngồi chung mâm với ông cả. Ngay cả hai lần khiến cho nữ thần thỏ phải nếm cháy đắng, quay vào trong hang không hẹn ngày trở lại, đều có bàn tay của Lục Đạo tiên nhân nhúng vào. Khả năng cao, ông tiên đoán được rằng hai thằng cháu kiểu gì cũng sẽ đánh nhau to, nên đã cho chúng nó sức mạnh để đánh nhau thêm phần kịch tính và hấp dẫn. Còn ông thì ngồi ngoài ăn bắp và uống coca, thưởng thức trận chiến, đúng là gừng càng già thì càng cay. Trên đây là những nhân vật đã từng đánh bại các vị thần. Nếu còn thiếu ai, anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Eagle Tuna và Tuna Anime. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.